Lễ chùa đầu năm vào hai ngày đại lộc này, gia chủ đổi vận giàu to, tiền tiêu không hết giàu nứt vách. Mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại trên kênh YouTube Vạn Điều Hay, nơi chia sẻ những kiến thức bổ ích về phong thủy, tâm linh và Phật Pháp. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập của chương trình, tôi xin gửi lời chúc tới quý vị và các bạn một năm 2024 an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Kính thưa quý vị, theo quan niệm từ xưa đến nay, thì những ngày đầu tiên của năm mới là cực kỳ quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng đến tài vận của cả một năm. Vì vậy, hầu như tất cả mọi người dân Việt Nam đều mong muốn làm những việc đại sự may mắn vào những ngày tốt lành, để có thể nhiều tài, nhiều lộc, tránh được những chuyện xấu không may mắn. Trong đó, việc chọn ngày tốt để khai trương mở hàng hay như đi lễ chùa, cầu tài cầu lộc trở thành một việc rất quan trọng để có thể khởi đầu một năm mới được tốt lành. Cổ nhân xưa vẫn có câu, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Đối với những việc trọng đại đầu năm như bắt đầu công việc làm ăn kinh doanh, buôn bán, khai trương, xuất hành, đi xa trong ngày đầu năm hay như lễ Phật, cầu phúc cầu tài, cưới hỏi động thổ, thì người Việt Nam ta đều có truyền thống lựa chọn những ngày tốt để tiến hành. Theo các chuyên gia phong thủy cho rằng, việc làm này mang ý nghĩa tích cực, giúp cho gia chủ cầu mong được may mắn và bình an, cầu tài cầu lộc, né tránh được những điều xui rủi và vận hạn trong năm, giúp cho mọi việc đều trở nên thuận lợi và suôn sẻ. Vì vậy, trong nội dung video ngày hôm nay, Vạn Điều Hay xin chia sẻ với quý vị và các bạn những ngày hoàng đạo và giờ lành trong tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, giúp quý vị có thể lựa chọn được những ngày cát lành cho công việc của gia đình mình, được hanh thông thuận lợi, đưa ra những quyết định sáng suốt cho công việc của mình. Thứ nhất, tại sao phải lựa chọn ngày lành tháng tốt để xuất hành khai trương, đi lễ chùa đầu năm? Việc chọn ngày lành tháng tốt, tránh những ngày xấu, từ xưa đến nay được mọi người rất coi trọng. Đặc biệt, trong những dịp trọng đại của đời người, việc chọn ngày đẹp luôn là tín ngưỡng của người Việt Nam. Nhưng có lẽ ít ai biết cách xem và chọn ngày tốt mà thường nhờ các bậc thầy phong thủy, cô đồng hay những thầy bói xem giúp. Có rất nhiều quan điểm về ngày tốt khác nhau. Tuy nhiên, có thể hiểu một cách tổng quan nhất thì ngày tốt được coi là ngày đẹp, giờ tốt. Đây là những ngày có trường năng lượng may mắn, cát lợi, tạo nên sự thuận lợi, hanh thông, suôn sẻ, viên mãn đối với công việc được gia chủ tiến hành. Xem ngày giờ tốt xấu theo phương pháp được xác định trên các tiêu chí như hoàng đạo, ngày có nhị thập bát tú, ngày có trực tốt, ngày tốt theo lục diệu, ngày có nhiều cát tinh, nhật thần phù hợp với công việc dự kiến. Cũng chính vì thế, có rất nhiều cách để xem ngày đẹp giờ tốt như xem theo ngũ hành thiên can, ngày tương sinh ra thiên can năm sinh, địa chi tương hợp với địa chi năm sinh. Ví dụ, người sinh năm 1982 tuổi Nhâm Tuất có can Nhâm thuộc hành Thủy, nếu gặp những ngày có can Canh, Tân thuộc hành Kim thì rất tốt, bởi vì Kim sinh Thủy. Bên cạnh đó, các ngày có địa chi Ngọ, Dần đều tốt, vì các địa chi này đều tam hợp, hoặc ngày có địa chi Mão nhị hợp với chi Tuất. Thứ hai, phương pháp chọn ngày lành tháng tốt. Xem ngày tốt theo tử vi đầu số sẽ thông qua việc khán nhật hạn. Những người có kiến thức, giỏi về việc đọc lá số tử vi thì có thể biết được thành bại, cát hung của một người trong năm, trong tháng, trong ngày và sẽ đưa ra những luận giải về việc cần làm và cần tránh để không gặp phải những tai họa. Theo phương pháp vận dụng tứ trụ, xem ngày tốt theo phương pháp này là chọn ra những ngày dụng thần, hỷ thần của đương số để tiến hành các công việc trọng đại. Ví dụ như, tổ hợp tứ trụ của người có dụng thần là kim thì nên chọn các ngày có thiên can, địa chi thuộc hành kim sẽ rất cát lợi. Cụ thể là những ngày có can canh, can tân, chi thân, chi dậu. Ta có thể chọn ngày đại cát hoặc tiểu cát theo tuổi của gia chủ, cụ thể như sau. Ngày đại cát còn được gọi là ngày can sinh chi,
Đây là ngày có vai trò quan trọng trong việc tiến hành đại sự. Ta có thể lấy ví dụ các ngày như Canh Tý, Đinh Sửu, Nhâm Dần, Quý Mão, Bính Thìn, Ất Tỵ, Giáp Ngọ, Đinh Mùi, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Bính Tuất, Tân Hợi. Ngày Tiểu Cát hay còn gọi là ngày Chi Sinh Can. Đây cũng là các ngày tốt, có thể tiến hành các việc lớn. Ta có thể lấy ví dụ ngày Tiểu Cát như sau: Giáp Tý, Mậu Ngọ, Bính Dần, Đinh Mão, Nhâm Tý, Tân Mùi, Tân Hợi, Nhâm Thân, Quý Dậu, Canh Tuất, Canh Thìn, Tân Sửu. Các ngày xấu trong tháng gồm các ngày Dương Công Kỵ Nhật, ngày Tam Nương, ngày Nguyệt Kỵ, ngày Thọ Tử, ngày Vãng Vong, ngày Thiên Địa Chuyển Sát, vân vân. Nói chung là những ngày này phạm phải đại kỵ, cần tránh làm những việc đại sự. Ngày xấu là ngày thường có những trường năng lượng tạo nên sự bất lợi, trắc trở đối với công việc tiến hành. Nếu cố tình tiến hành các công việc vào ngày này, có thể gây ra những kết quả không mong muốn, hao tài tốn của, sức khỏe gia chủ bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, cần căn cứ vào tính chất, quy mô của công việc mà ta tiến hành chọn ngày giờ tốt. Việc lựa chọn ngày đẹp, hợp với tuổi của gia chủ để tiến hành công việc trọng đại, sẽ có những ngày cát tinh may mắn, trương khí tốt lành, đem lại hiệu quả cao, mang lại các giá trị và lợi ích cho gia chủ. Tuy nhiên, việc chọn ngày tốt hay xấu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan. Cụ thể, ngày đó tốt cho việc này nhưng lại xấu cho việc khác. Bởi vậy, để tự xem được ngày tốt xấu, quý vị cần nghiên cứu kỹ lưỡng và cần có sự cố vấn của các chuyên gia phong thủy có kinh nghiệm. Thứ ba, những ngày lành tháng tốt trong tháng 1 âm lịch. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào xét về những ngày hoàng đạo trong tháng riêng năm 2024, tức là tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn. Như chúng ta đã biết, tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn là tháng Giáp Thân. Tháng này chỉ có 29 ngày. Ngày mùng 1 Tết âm lịch, tức là ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024 dương lịch. Ngày 29 tháng 1 âm lịch là ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 Giáp Thìn. Và trong tháng 1 âm lịch sẽ có 3 tiết khí, trong đó có 2 tiết khí chính là tiết Lập Xuân và tiết Vũ Thủy. Trong đó, tiết Lập Xuân sẽ bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 2 năm 2024 dương lịch đến ngày 18 tháng 2 năm 2024 dương lịch. Còn tiết Vũ Thủy sẽ bắt đầu từ ngày 19 tháng 2 dương lịch đến ngày mùng 4 tháng 3 dương lịch. Từ ngày mùng 5 tháng 3 dương lịch đến ngày mùng 9 tháng 3 dương lịch là tiết Kính Chập. Khi mà xét đến ngày hoàng đạo trong tháng, chúng ta cần xét đến vấn đề tiết khí trong tháng đó để công việc được thuận lợi và hanh thông hơn. Kính thưa quý vị, đầu tiên để xét được các ngày tốt lành trong tháng riêng âm lịch thì chúng ta cần phải loại bỏ những ngày xấu cần phải tránh. Trước ngày Lập Xuân một ngày là Tứ Tuyệt, sau Lập Xuân sát tại Bắc Phương, ba phương Hợi, Tý, Sửu, Kỵ tu tạo động thổ. Và như vậy, để chọn ra được những ngày tốt cho tháng riêng, chúng ta cần phải loại bỏ những ngày xấu sau đây. Thứ nhất, ngày sát chủ, gồm những ngày, ngày mùng 2 âm lịch hay còn gọi là ngày Ất Tỵ, ngày 14 tháng riêng âm lịch, ngày Đinh Tỵ, ngày 26 tháng riêng âm lịch, ngày Kỷ Tỵ. Đó là những ngày sát chủ cần phải loại bỏ. Thứ hai, ngày Thụ Tử, gồm các ngày, ngày mùng 7 tháng riêng âm lịch, ngày Canh Tuất, ngày 19 tháng riêng âm lịch, ngày Nhâm Tuất. Thứ ba, ngày Nguyệt Phá, gồm các ngày mùng 5 tháng riêng âm lịch, ngày Mậu Thân, ngày 17 tháng riêng âm lịch, ngày Canh Thân, ngày 29 tháng riêng âm lịch, ngày Nhâm Thân. Thứ tư, ngày Thiên Địa Chuyển Sát, gồm các ngày, ngày 12 tháng riêng âm lịch, ngày Ất Mão. Thứ năm, ngày Tam Nương, ngày mùng 3 tháng riêng âm lịch, ngày Bính Ngọ, ngày mùng 7 tháng riêng, ngày Canh Tuất, ngày 13 tháng riêng âm lịch, ngày Bính Thìn, ngày 18 tháng riêng âm lịch, ngày Tân Dậu, ngày 22 tháng riêng, ngày Ất Sửu, ngày 27 tháng riêng, ngày Canh Ngọ. Thứ sáu, ngày phạm phải Nguyệt Kỵ gồm các ngày mùng 5, 14, 23. Đó là những ngày xấu theo tháng 1 mà chúng ta cần phải loại bỏ đi. Như chúng ta đã biết, tháng riêng là tháng Bính Dần, khởi trực kiến tại ngày Dần. Có nghĩa là chúng ta sẽ xét ngày tốt xấu
bắt đầu thứ tự từ ngày Dần đến hết 12 con giáp: Dần Mão, Thìn Tỵ, Ngọ Mùi, Thân Dậu, Tuất Hợi, Tý Thìn. Những ngày Dần trong tháng này đều là ngày vãng vong, không lợi cho việc khởi tạo, hôn nhân, cưới hỏi, chủ về gia trưởng bị bệnh, bị thưa kiện. Trong vòng từ 60 đến 120 ngày, tổn tiểu khẩu. Trong vòng 1 năm sẽ thấy trùng tang, trăm việc không nên làm. Như vậy, tất cả những ngày Dần trong tháng riêng cần phải loại bỏ. Đó là ngày 11 tháng riêng âm lịch ngày Giáp Dần, ngày 23 tháng riêng âm lịch ngày Bính Dần. Tiếp đến là ngày Mão, là ngày trực trừ, cũng là một ngày rất xấu, không nên khởi tạo, hôn nhân cưới hỏi. Nếu chẳng may phạm phải những ngày này, thì trong vòng 60 ngày, tổn gia trưởng, bị thưa kiện. Trong vòng từ 3 đến 6 năm, sẽ thấy vận xấu, thối tài, chủ về huynh đệ bất nghĩa, sản nghiệp chia tan, ly tán, gặp phải người ác, sinh ly từ biệt. Như vậy, ngày Mão sẽ là các ngày, ngày 12 tháng riêng, ngày Ất Mão, và ngày 24 tháng riêng, ngày Đinh Mão cần được loại bỏ. Tiếp theo, chúng ta sẽ xét đến ngày Thìn Trực Mãn, có thiên phú, sao này tốt cho việc động thổ, xây dựng, an táng, khai trương kinh doanh, thiên tài tốt cho việc khai trương, lễ bái chùa chiền, cầu tài, cầu lộc, cầu bình an. Sao này trùng với Kim Quỹ Hoàng Đạo, nên đây được coi là ngày cát lợi. Tuy nhiên, cần phải loại bỏ ngày Giáp Thìn và ngày Mậu Thìn, vì những ngày này là ngày sát tập nhập trung cung, trăm việc không nên làm, tức là ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán và ngày 25 tháng Giêng. Tiếp theo, chúng ta sẽ xét đến ngày Tỵ, là ngày có Tiểu Hồng Sa, có Chu Tước Câu Giảo, Câu Trần Đáo Châu Kinh. Phạm phải những ngày này thì sẽ bị thưa kiện, tổn gia trưởng. Nếu là nữ giới thì trong 3 đến 5 năm liên tiếp gặp vận hạn đen đủi, phá của rất hung, lợi lộc sẽ không thu được. Nói chung là ngày Tỵ rất xấu, bao gồm những ngày, ngày mùng 2 tháng Giêng và ngày 14 tháng Giêng, ngày 26 tháng Giêng. Tiếp theo sẽ xét đến ngày Ngọ. Ngày Ngọ có Huỳnh Sa, Huỳnh La, Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Kim Ngân, Khố Lâu, Điền Đường, Nguyệt Tài, Khố Chữ, Tinh Chiếu. Ngày Ngọ là ngày tốt, quý vị nên tiến hành khởi tạo, an táng, rời chỗ ở, khai trương, xuất hành, đi lễ chùa cầu tài, cầu lộc. Trong vòng từ 60 đến 120 ngày thì sẽ có tấn hoạch tài. Các ngày này, làm lớn thì được kết quả lớn, làm nhỏ được kết quả nhỏ, mọi việc đều hanh thông thuận lợi, phát tài phát lộc, tiền bạc chất đầy kho. Các ngày Ngọ bao gồm các ngày mùng 3, 15 và 27. Tuy nhiên, ngày mùng 3 phạm phải tam nương, ngày 27 cũng phạm phải tam nương, nên ta chỉ còn ngày tốt là ngày 15 tháng Giêng âm lịch. Tiếp theo, chúng ta xét đến ngày Mùi. Ngày Mùi là ngày trực chấp, có Thiên Tặc, Chu Tước, Câu Trần. Trong vòng từ 60 đến 120 ngày, bị hại lục xúc, lừa ngựa bệnh tật. Ngày Ất Mùi là ngày sát tập nhập trung cung, kỵ khởi tạo, nhập trạch về nhà mới, hôn nhân cưới hỏi, khai trương sửa chữa, đi chùa cầu tài cầu lộc. Nói chung là ngày Mùi cực kỳ xấu, không nên dùng ngày Mùi vào các việc trọng đại. Đó là ngày mùng 4 âm lịch Đinh Mùi, ngày 16 âm lịch Kỷ Mùi, ngày 28 âm lịch Tân Mùi. Tiếp theo, chúng ta xét đến ngày Thân. Trong tháng Bính Dần, tất cả các ngày Thân đều phạm phải nguyệt phá, chúng ta không dùng để mưu đại sự. Tiếp đến là ngày Dậu, trong đó có ngày Tân Dậu là ngày chính tư phế, không làm được việc gì trọng đại. Chỉ có ngày Đinh Dậu là có thiên đức, có phúc tinh chiếu mệnh, hợp an táng, hoàn nguyên trả lễ, xuất hành khai trương, cầu tài cầu lộc đi lễ chùa thì sẽ được quý nhân phù trợ, mọi việc hanh thông thuận lợi. Nói chung là ngày Dậu trong tháng Giêng, chỉ có ngày Đinh Dậu là ngày tốt, còn lại đều là ngày xấu. Do đó, chúng ta cần loại bỏ ngày mùng 6 Kỷ Dậu. Tiếp theo là đến ngày Tuất Trực Thành. Ngày Tuất có thiên hỷ nhưng lại là ngày địa võng, không làm được việc gì tốt. Chủ về gia trưởng bệnh tật, tình cảm gia đình lục đục không hòa thuận. Ngày Bính Tuất, ngày Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Canh Tuất đều là những ngày sát tập nhập trung cung. Những ngày này khởi đầu về chết chóc, anh em bất nghĩa, sinh ly tử biệt. Tiếp đến là ngày Hợi. Ngày Hợi có Câu Trần, không nên làm việc gì. Nếu chẳng may phạm phải,
thì tổn gia trưởng hại con hại cháu, trong vòng từ 60 đến 120 ngày sẽ ốm đau bệnh tật. Chỉ có ngày Tân Hợi là tốt vừa phải, là ngày thứ cát. Như vậy, chúng ta có ngày mùng 8 là ngày Tân Hợi, là ngày tốt. Tiếp theo, chúng ta xét đến ngày Tý. Ngày Giáp Tý là ngày kim tự chết, tức là ngày cực kỳ xấu, không nên làm việc đại sự trong ngày này. Ngày Nhâm Tý là ngày mục đảo bảo bình, kỵ việc hôn nhân, khởi tạo xuất hành. Còn các ngày khác như Mậu Tý, Bính Tý, Canh Tý là những ngày cát lành quý vị có thể lựa chọn. Như vậy, chúng ta cần phải loại bỏ ngày mùng 9 Nhâm Tý và ngày 21 Giáp Tý. Tiếp theo, chúng ta xét đến ngày Sửu, không có lợi cho hôn nhân khởi tạo. Nói chung là tất cả các ngày Sửu trong tháng 1 đều sẽ cực kỳ xấu. Như trình bày ở trên, trong tháng riêng âm lịch chỉ có 2 ngày tốt, đó là ngày mùng 8 và ngày 15 tháng riêng âm lịch năm Giáp Thìn. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm giờ tốt cho 2 ngày này quý vị nhé. Trong ngày mùng 8 âm lịch ngày Tân Hợi sẽ có các giờ tốt sau đây. Giờ Ngọ từ 11 đến 13 giờ có Thiên Ất và Thanh Long. Giờ Mùi Minh Đường từ 13 giờ đến 15 giờ. Giờ Dậu có Nhật Lộc từ 17 giờ đến 19 giờ. Giờ Tuất có Kim Quỹ từ 19 giờ đến 21 giờ. Như vậy, trong ngày mùng 8 chúng ta có 4 giờ tốt nêu trên. Tiếp theo, đến ngày 15 âm lịch ngày Mậu Ngọ sẽ có các giờ tốt sau đây. Đó là giờ Mão có Thiên Quan, Ngọc Đường từ 5 giờ đến 7 giờ sáng. 9 giờ đến 11 giờ có Nhật Lộc là giờ tốt. Giờ Mùi có Nhật Hợp Câu Trần từ 13 giờ đến 15 giờ. Giờ Thân có Thanh Long Nhật Mã từ 15 giờ đến 17 giờ cũng là giờ tốt. Giờ Dậu có Minh Đường từ 17 giờ đến 19 giờ. Như vậy là trong ngày 15 âm lịch sẽ có 5 giờ tốt kể trên. Kính thưa quý vị, như vậy trong tháng 1 âm lịch sẽ có rất ít ngày tốt để có thể tiến hành khai trương, đi lễ chùa đầu năm, cầu tài, cầu lộc, cầu công danh sự nghiệp. Quý vị hãy sắp xếp công việc thật chu đáo và cố gắng tiến hành các công việc đại sự vào 2 ngày tốt nêu trên để mọi việc được hanh thông, thuận lợi, suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió quý vị nhé. Nếu quý vị cảm thấy video này hay và bổ ích, xin đừng quên ấn like, đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.